Ba ba chị cho lấy. Wow, đây là cái robot giao hàng đó cô chú anh chị ạ. Return by himself. Bye bye. Trời ơi, chạy nhanh em, từ từ thôi, vượt ẩu quá, từ từ thôi. Thì xin chào ông bà cô chú anh chị, quay trở lại với nhà thủy Yuri ở Phần Lan và đến với giữa mùa thu ở Phần Lan. Hôm nay mời cả nhà cùng đi thăm gia đình bố mẹ chồng nhà Thủy nhé. Buổi sáng Thủy vẫn đưa hai con đi học. Hôm nay em muốn chào ông bà cô chú, em muốn xin chào ông bà cô chú nè. Muốn xin chào. Hôm nay em muốn đi học hả? Em muốn có gì? Cái ba lô hình con hươu cao cổ. Ba lô, tiếng Việt là ba lô. Hello Vinsu, em xin chào ông bà cô chú. Con mang cái này đi học hả? À cho bố thế, cái nào cho mẹ đâu? Trang em muốn vẽ hả? Thế cho mẹ đâu? Rồi để tối về mẹ lên. À cho mẹ cái này á. Ủa, em muốn giỏi á. Rồi mến nà. Mến nà đi học thôi. À con chơi bố hả? À, cái mũ em bon đẹp thế, mũ này ai mua em bon nhớ không? Đúng rồi, mẹ mua mũ gấu này, cái tai xíu xíu xíu. Con giữ cửa cho bố hả? À, he keep the door for you. Bố ơi. Có những hôm thì em Bon Moon sẽ ăn sáng ở nhà, nhưng mà có những hôm thì ăn sáng ở trường. Đa số thì ăn sáng ở trường cô chú anh chị ạ. Đây là trên đường đi làm của Thúy, cả nhà thấy một màu rất là đẹp luôn, khắp nơi màu vàng màu đỏ như thế này. Và cuối tuần này là chủ nhật tuần này thì cũng là đổi giờ ở châu Âu, và lúc đó thì Phần Lan sẽ cách Việt Nam 5 tiếng. Và ngày chủ nhật tuần này thì ở Phần Lan sẽ có 25 tiếng đồng hồ cô chú anh chị ạ. Sau khi đi làm về thì Yuri sẽ đón con và Thúy qua nhà bố mẹ chồng. Và hôm nay thì nhà Thúy sẽ cùng chơi ở nhà bố mẹ chồng đó cô chú anh chị ạ. Để nhà ông rồi mà không có chỗ đâu chứ. Đây nè. Đây hả, giỏi thế. Đó con có. Ai bon tránh ra. Xin chào ông bà cô chú anh chị. Bây giờ bố Yuri Jere Bon Moon đang đứng để chờ xe robot giao hàng. Tại vì em Bon muốn thấy robot, thế là ông nội đặt robot giao hàng cho em Bon, để em Bon có thể chiêm ngưỡng. Nhưng mà cả nhà thấy cái cảnh rất là đẹp, màu vàng đỏ khắp nơi luôn. Ah, it's coming. Yeah, I see the light now. Robot đâu rồi? Ủa đâu ta? Thấy chưa Bon, thấy chưa? Maybe he's not yet seen. He's not yet seen. Baby đứng xuống với Bon luôn, đứng xuống với Bon luôn. Then baby stay with William. Bon thấy robot chưa? Thấy robot đang chạy đấy à? Nó tự chạy lên, thấy chưa? Bé xíu chưa? Ô tô robot đó. Đó, nó đang lên, thấy chưa? Robot giao hàng đây cô chú anh chị. Đây. Tin tin tin. Do it will stop if I stay in front of it. The robot will stop. Ah, robot. Yeah, thấy chưa? Đi robot đến tìm Bon kìa. What? Why? Why stop? Oh, because we stay here. Yeah, it's still no. Rồi qua lấy đồ đi Bon. Con qua lấy đồ với ông nội, ông ngoài này, ông nội này. Rồi Bon đứng đó, ông chỉ cho lấy. Papa chỉ cho lấy. Wow, đây là cái robot giao hàng đó cô chú anh chị ạ. Wow. Xong rồi đóng lại. So now it automatic come back hả? Ký tốt. Hai đứa nói ký tốt chưa?
Rồi bây giờ ra bé mẹ mẹ quay robot đã. Return by himself. Bye bye. Trời ơi, chạy nhanh nha, từ từ thôi, vượt ẩu quá, từ từ thôi. Con robot này đáng yêu lắm cả nhà. Thế còn nghe mọi người nói là lúc mà đi mà trời mưa trơn tuyết mà nó lật xe lật ngửa ra thì nó sẽ kêu cứu đó. Nó kêu mọi người đến cứu nó, lật nó lên. Nếu mà đi trên đường gặp người qua đường á, nó cũng nhường đường cho người qua đường á. Hoặc là gặp xe cộ nó dừng lại, nó nhường đường, khi mà xe nhường cho nó mới đi đó cô chú anh chị ạ. Robot máy nhưng mà thông minh lắm. Ông nội đặt chủ yếu là để cho em Bon với em Moon thấy thôi, chứ còn siêu thị thì ngay gần nhà. Và cả nhà xem cái cây táo này, đẹp quá này. Wow. Cô chú anh chị xem cái cây táo này. Trái không này. Trái chùm 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 này. Cái này hái bên. Wow, trái không đó cô chú anh chị. Này bây giờ lá rụng hết vàng dưới gốc này. Cái này giờ trái không. Nguyên một cây luôn cô chú anh chị. Ở bên này có một cây nữa, hai cây. Buổi tối thì nhà Thúy sẽ chơi trò chơi bàn cờ kiểu board game á cô chú anh chị ạ. Và cái này là cái trò mà nhà Thúy thích nhất, kiểu giống như là mình sẽ đầu tư mua đất và sau đó xây khách sạn, sau đến lượt ai đi qua cái vùng đất của mình mà vào khách sạn ở thì phải trả tiền kiểu như thế, và rất là vui nhưng mà cũng dễ gây mất đoàn kết, tại vì tất nhiên người thua sẽ không có cam lòng rồi, nhưng mà Thúy thấy rất là vui. Missä nämä makuvat? 3 vuotta. Sitten mä päätän pitkän yli. Do you sing chopstick? Meidän pitää sitten päästä puhumaan. Mihin mä laittaisin päälle? Meidän pitää đi qua khách sạn của Thúy xây và ở lại mấy đêm, phải trả một đống tiền mà không vui tí nào. Bà đã phải bán đất để trả nợ rồi, bây giờ Thúy đang là người dẫn đầu, bà sắp phải ra khỏi trò chơi vì sắp thua rồi. Em Bon với ông nội đang là về gì cô chú anh chị ạ? Vì 3, 4, 5, on taas saatu rakentaa, mutta meillä on kaikki täällä. Kato. Nyt pitää heittää uudestaan. Sitten heitä uudestaan. Nyt vain pieni numero. Bây giờ nhà Thúy sẽ đi về và ông nội kêu là em Bon cầm mớ bắp đi mang lên xe ăn, vừa trên xe vừa ăn vừa đi về. Về đến nhà thì Yuri sẽ tranh thủ đổ nước á, trái cây mà Thúy nấu vào trong cái chai thủy tinh. Tại vì hôm qua Thúy làm mà xong rồi muộn quá thì cái để đó luôn, hôm nay mới nấu đun lại một lần nữa, cái hỗn hợp cho nó đặc lại cô chú anh chị và bảo quản được lâu hơn ấy. Thì Yuri sẽ bỏ vào chai sau đó bỏ tủ lạnh, và còn Thúy với em Bon Moon chuẩn bị đi ngủ thôi. Vì chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Thì mi giòm ấy. Thơm quá, được rồi, mi giòm thơm ấy, đi ngủ thôi. Cuối tuần này thì giờ ở toàn châu Âu sẽ tự động lùi lại 1 tiếng vào tầm 2-3 giờ sáng. Cho nên là một ngày chủ nhật sẽ có 25 tiếng đồng hồ và Thủy có thể ngủ thêm 1 tiếng cô chú anh chị ạ. Hy vọng là vậy, nhưng mà thì không chắc là được ngủ thêm. Em Bon Moon thì rất là thích luôn. Hôm nay một ngày rất là tuyệt vời với Bon Moon. Thì cảm ơn ông bà cô chú đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà.